Tiếp theo là phần chánh văn. Trai trung liệt đáng trai hiền thảo, gái tiết trinh mới gái nam trào. Lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà xưa. Đời tận thế mà còn lần lửa, chẳng chịu máu cái dữ về lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng giảng sanh cực lạc. Tương giới mỗi cháu rau đàm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hà. Chú thích: trung liệt, trung nghĩa và tiết liệt, người dám liều chết để giữ tròn khí tiết của mình đối với quốc dân. Hiền thảo, biết ăn ở hiền lành, đúng theo đạo nghĩa gọi là hiền. Tôn kính và bảo dưỡng ông bà cha mẹ gọi là thảo. Những kẻ hiền thảo bao giờ cũng có lòng trung liệt, cũng như người trung liệt không bao giờ để mất hiếu thảo, như Tử Lộ, Nhạc Phi bên Trung Hoa và ngài Nguyễn Trung Trực tại Việt Nam. Là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì hai việc trung và hiếu không thể nào để thiếu, vì đó là hai điều trong tứ đại trọng ân của Đức Giáo Chủ từng dạy. Hiếu trung hải liều cho xong, đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Cũng đọc là trinh tiết, tức là lòng trong sạch của giới nữ. Không thể yêu đương một người đàn ông nào không phải là chồng chính thức của mình. Gái thời tiết hạnh là câu trao mình. Nam Trào cũng đọc là Nam Triều, tức là triều đình nhà Nam. Gái Nam Trào, ý nói hiện nay người con gái nào giữ vẹn tiết trinh mới xứng đáng là tôi dân của nước Việt Nam sau này. Lời thánh hiền chỉ cho lời giáo huấn của Đức Khổng Tử và các bậc thánh triết hiền nhân thuộc môn đồ kế truyền đạo lý của ngài. Những lời lẽ ấy gồm có ngũ kinh, kinh dịch, kinh thơ, kinh thi, kinh lễ, kinh xuân thu và tứ truyện, tứ thơ, đại học, trung dung, luận ngữ, mạnh tử. Trong đó biết bao lời lẽ chỉ dạy con người tu tập theo để trở nên bậc thánh hiền như các ngài. Trong Nan Thơ Cẩm Tú, Đức Thầy có nói: chữ thánh hiền mới được nôm na, ta thọa chi hô hào trung nghĩa. Tận thế là hết đời, tiêu diệt cõi đời cũ để lập lại cõi đời mới. Ví như miếng giường cũ, cây trồng đã lâu năm, hiện giờ bị đốc, chả hết, nên phá bỏ để trồng lại. Một đoạn giảng khác, Đức Thầy đã nói: bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Lần lửa là trì quản mãi, tánh trù trừ giải đãi, hẹn lần hẹn lửa. Xưa có một nhà sư khuyên một người bạn là Trương Tổ Lưu niệm Phật. Lưu nói: tôi có ba việc làm chưa xong. Một
quan tài của ông thân còn ở nhà mồ chưa chôn. 2. Đứa con trai chưa cưới vợ. 3. Con gái út chưa gả chồng. Chờ ba việc ấy xong, tôi sẽ tu niệm. Cách ít tháng sau, Lưu bị bạo bệnh mà chết. Nhà sư đến cầu siêu và điếu Lưu một bài thi. Bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa vẹn vô thường đến, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Đức Thầy cũng từng bảo: khuyên niệm Phật than rằng chưa rành, lúc bắt hồn mắt diệt cùng đi. Cho nên Ngài hằng dạy: hãy ráng tu đặng mà chết, chớ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Cải dữ vì lành, nghĩa của chữ cải ác tùng thiện, tức cải sửa những điều hung dữ để trở về con đường lành với công việc lành. Trong bài quy y, Đức Thầy dạy: nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo. Phật Nhi cũng gọi là Phật tử, tức người đã quy y theo đạo Phật, đã tin Phật và nguyện làm tôi con của Đức Phật, từ đó chuyên tâm hành trì theo pháp hành của Phật, nên sớm muộn gì cũng thành Phật, thế gọi là Phật Nhi. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật có phán: những Phật tử tuy cách xa ta ngàn dặm mà thật tâm gìn giữ giới luật của ta, chắc chắn sẽ đắc đạo như ta. Còn những kẻ tuy ở gần bên ta mà không trì hành giới luật thì không xứng đáng là Phật tử và không đắc đạo. Ngài Kim Sơn Phật hiện nay cũng dạy: đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí chân. Lòng thành cũng gọi là tâm thành hay thành tâm. Cực lạc đọc cho đủ là cực lạc quốc, là cõi nước tột vui tối diệu. Phản ngữ Sukhavati, quốc độ của Phật A Di Đà, do công đức và nguyện lực của Ngài tạo nên. Căn cứ theo những quyển kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, thì cách đây 10 muôn ức cõi Phật, về phía tây có một thế giới gọi là cực lạc hay tịnh độ. Cõi này từ đất cát đến cung điện toàn bằng 7 báo, hoa sen có 5 sắc, nước có 8 công đức, chim kêu tiếng pháp, cây báo diễn lời lành, y phục, nhà cửa và các thức ăn uống đều tùy ý hiện ra. Nói tóm lại, nơi ấy là một cõi hoàn toàn an vui, trong sạch, không có những nỗi khổ và ô trược như cõi ta bà của chúng ta đang ở. Trong kinh Tiểu Bản Di Đà, Phật có phán với Ngài Xá Lợi Phất: bỉ độ hà cố danh vi cực lạc, kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đảng thụ chữ lạc cố danh cực lạc. Cõi ấy vì sao gọi là cực lạc? Vì chúng sanh cõi ấy không có những sự khổ, chỉ hưởng các sự vui, bởi thế nên gọi là cực lạc. Kẻ tu hành bất luận xuất gia hay tại gia, nếu ai có đủ tín nguyện và trì niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật một cách chí thành, chí thật, thì khi lâm chung được Đức Phật A Di Đà tiếp rước, linh hồn được giáng sanh về cõi của Ngài, thoát khỏi dòng luân hồi sanh tử. Tương với muối, cháo rau đạm bạc, câu này ý khuyên người tu nên trường trai giới sát để thoát khỏi luân hồi quả báo. Đức Thầy từng dạy: tương dưa giữ phận cho tròn. Câu giảng trên
cũng còn có nghĩa bảo mọi người nên sống cách lạc đạo an bần, xả thân tu tịnh, chẳng nên an xài phung phí để có thì giờ trao thân dình đạo như Đức Giáo Chủ từng dạy. Phần tu hành đảm bạc như rau tương, miệng cầu được an khương bốn bề. Niệm Di Đà, trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tức tu pháp môn niệm Phật. Kinh A Di Đà, Phật nói: nếu có người thiện nam tín nữ nào nghe ta giải về Phật A Di Đà mà trì niệm danh hiệu của Ngài, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, dẫn tới bảy ngày mà tâm không sao lãng, cứ chuyên cần như vậy, đối với hạng người ấy, các tội đều tiêu diệt, tức được nhiều căn lành phước đức nhân duyên, và đến lúc tâm chung sẽ có Phật A Di Đà cùng chư thánh hiện ra trước mắt mình, nên tâm không điên đảo, tức thời được giảng sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Tinh ma, tà ma quỷ quái, nghĩa bóng là chỉ cho hạng hung tàn bạo ác. Một đoạn khác Đức Thầy bảo: lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật. Sau đây là phần lược giải từ câu 21 tới câu 32. Các bậc hiền thánh xưa kia đã truyền giải biết bao lời lẽ. Phận làm trai phải giữ tròn câu trung hiếu, còn gái thì giữ vẹn tiết trinh, mới xứng đáng công dân ưu tú của nước nhà, và cũng chẳng hổ là con cháu của giống tiên rồng. Cuộc đời hạ nguân sắp đến ngày tàn cỗi để lập lại thượng nguân, thế mà chúng sanh mãi trù trừ lần lửa, chẳng sớm lo cải ác tùng thiện. Nếu để chờ sấm nổ gian thinh, e bá tánh ăn năn đã muộn. Đã quy theo đạo và nguyện làm tôi con của chư Phật, thì phải thật tâm thành ý niệm Phật, làm lành, sống cuộc đời đơn giản, đạm bạc rau tương, để giữ tròn giới hạnh, tức được khỏi tà ma nhiễu hại, kiến diện tiên bang, sống cảnh đời an nhàn tự tại, sau cùng được giảng sanh về Phật quốc, khỏi đường sanh tử, luân hồi